thì thường ra xong thì chị cảm thấy là ngày thứ hai là sáng ra là mình không có thấy ớn lạnh nữa, cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị không biết chị có nằm mơ không, nhưng mà sáng dậy thì mình không nhớ gì hết, chứ hồi đó là nằm mơ dữ lắm luôn. Chị thì bước đầu được hai cái đó. Cái thứ ba là mình thấy cái này thì nó nhẹ hẳn, nhưng mà có cái tay chân ấy hả, dạ, nhẹ là nhẹ tay nhẹ chân. Còn chị thì còn là cái đầu nó tức là tay chân lúc trước nhẹ, bước nặng nề, bây giờ thì nhẹ hẳn, nhẹ bẫng đi. À, và bây giờ sáng dậy là không có cảm giác là có những cái giấc mơ, tức là bao nhiêu cái ác mộng xưa giờ là hết rồi đó. Những ai mà gặp ác mộng với lại bóng đè là trường gan là hết sạch. Chị không nhớ là chị có mơ không, nhưng mà sáng mình thức dậy mình không nhớ là mình có mơ hay không. Tức là ngủ rất sâu rồi. Hồi đó là có mơ lắm. Thường mơ đúng không? Những cái ớn lạnh là hết đó cô. Hết sạch luôn, ớn lạnh, người ấm áp đúng không? Sáng dậy ngủ dậy tinh thần thì thấy sao? Thì nói chung là khỏe hơn rồi đó. Bây giờ chị còn có cái đầu nó hơi nhức nhức. Ai là người học chung với chị này tuần trước? Có nhớ là cái tình trạng của chị này lúc mới vào lớp với lúc cuối tuần không? Có ai nhớ không? Đâu? Đi giống như nó còn sức sống vậy. Tức là lúc trước mới xuất hiện hả? Dạ. Và sau đó mấy ngày thì thấy sao? Hôm nay là thấy chị tôi một có vẻ lanh lên, còn hôm bữa là chị đi giống như không có tinh thần, đi bất thần luôn á. Trông như con gà rù. Dạ, trông như gà rù đi giống như không có hồn vậy á. Ok. Rồi thôi chúc mừng. Đó, mọi người chịu khó trường gan nhé. Đây là một số cái kinh nghiệm nha. Ai muốn đẹp, ai muốn đẹp, ai muốn khỏe, muốn trẻ nhớ trường gan thường xuyên. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.